đối với em á là sắp đổi chồng có lý do. Thứ nhất là em sẽ đấu cho một cái đai vô địch. Lý do thứ nhì là để nhớ cho một ông thầy đã qua đời. It means so much. Like, it means more than just winning the Ultimate Fighter. To me, it represents my happiness and it also brings to the Vietnamese community hope.